Như sẽ bỏ một cái chai nước sát khuẩn và một cái khẩu trang y tế cho bà con luôn. Thì mỗi người thì lấy 2 phần nha. Mỗi người sẽ được lấy 2 phần cơm. Thì cái hoạt động này sẽ được làm tới khi mà dịch bệnh nó ổn. Thì sẽ phát vào thứ tư, thứ sáu. Thì bữa nay thứ sáu đúng không? Bữa nay thứ bảy à? Ý da, vậy là lộn nha. Tuần sau phát thứ tư, thứ sáu nha mọi người. Rồi. Cột đi, ta không có biết cột. Xui lắm, tao biết cột nè, tao cột về nè, đó, tao gỡ cùng luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mời mọi người đến với một cái hành trình, đó là Như sẽ đi đặt cơm. Tại vì mọi người biết sao không, dịch á thì có rất là nhiều người, ví dụ như bán vé số nè, rồi những người vô gia cư họ đang rất là khó khăn đó. Cho nên là Như quyết định là ngày mai Như sẽ đặt một cái bàn ở trước cửa, và Như sẽ để cơm ở trước, và mỗi người sẽ được lấy 2 phần, và mỗi một phần cơm thì Như sẽ để một chai dung dịch sát khuẩn đó, để cho họ có một cái dung dịch để họ đi đâu họ cũng có thể tự sát khuẩn. Nhiều người người ta tiếp á mọi người, 10-15 ngàn đối với người ta nó lớn á đó. Cho nên là nhiều khi mà bây giờ một chai sát khuẩn 15 ngàn cũng không có nữa, 20-30 ngàn, nên Như nghĩ là cái đó cũng rất, một phần cũng rất là có ích. Rồi bây giờ mọi người theo chân Như nha. Rồi ok, đi, let's go. Trời ơi, hết pin nữa rồi. Anh ơi, xui gì trời. Anh ơi, chưa có hết pin rồi. Nghĩa ơi vậy. Trời, tự nhiên nhức cái lưng kìa. Hết pin rồi. Đợi xíu nha mọi người. Hơi bị trục chặt nhẹ trong bộ phận kỹ thuật nhà máy. Chị ơi, anh ơi cho em đặt 50 phần cơm á. Ừ, mà mai lấy được không? Mai lấy à? Ừ. Cỡ mấy giờ vậy? À, trước 10 giờ, 9 giờ rưỡi. 9 giờ sáng. Ừ. Em trả tiền cọc hay là em trả đủ nè? Em cọc cho anh 300 đi. Rồi. 50 phần nha. 50 phần. Rồi. Trước 9 giờ rưỡi giùm em nha. Rồi, chị có chất điện thoại không? Có. Nhà em ngay chỗ mỹ phẩm Đông Anh đó. Mỹ phẩm Đông Anh. Ừ, ngay đường Trần Quỳnh đó. Không, em cho xe tải lại lấy. Xe tải lại lấy. Ừ. Rồi, 50 phần cho em nha. Rồi. Đây là phần cơm mình đặt nha mọi người. Nó hấp dẫn chưa? Cho là người ta ăn phải ngon, chứ cho đồ ăn mà người ta không được bỏ tí. Có canh luôn hả? Súp hả em? Canh rong biển. Giờ ở đây đang là 30 phần nha mọi người. Mấy món hay gì mà vụng về quá vậy ông chủ? Hay là làm gì đam mê? Mê ông chủ hả? Không. Rồi 50 phần cơm nha mọi người. Bây giờ mình đem về mình để nước sát khuẩn vô. Để trên ghế đây. Rồi đi luôn. Rồi lên nghe. Lên nghe, lên nghe. Lên. Ở lại bán cơm luôn không? Không. Ở lại bán cơm luôn đi. Không, gì với gia đình. Rồi, ngày hôm nay thì Như có một hành trình, đó là hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn trong mùa dịch nha mọi người. Thì mỗi một cái phần cơm như thế này á, thì Như sẽ bỏ một cái chai nước sát khuẩn và một cái khẩu trang y tế cho bà con luôn. Thì mỗi người thì lấy 2 phần nha. Mỗi người sẽ được lấy 2 phần cơm. Thì cái hoạt động này sẽ được làm tới khi mà dịch bệnh nó ổn. Thì sẽ phát vào thứ tư, thứ sáu. Thì bữa nay thứ sáu đúng không? Bữa nay thứ bảy à? Ý da, vậy là lộn nha. Tuần sau phát thứ tư, thứ sáu nha mọi người. Rồi.
Thì bây giờ mà mấy đứa vô hỗ trợ chế đi. Nè, vô làm tiếp. Để mỗi người một cái khẩu trang với một cái chai nước sát khuẩn. Đây. Thì đó, mỗi phần là một cái khẩu trang, một cái nước sát khuẩn với lại là một hộp cơm. Đi, mấy đứa vô vô xếp tiếp chứ. Nè, một hộp cơm gà như thế này nha mọi người. Đó. Đó. Thì mỗi người á là lấy hai phần và vì dịch cho nên là Như bảo vệ cho bản thân cũng như bảo vệ cho cộng đồng, cho nên là Như không có để tập trung, Như để trên bàn á. Mọi người, cô chú anh chị có ghé ngang thì cô chú anh chị lấy rồi đi thôi. Đó, để tránh cái việc tập trung quá đông rồi gây ảnh hưởng trong mùa dịch đấy mọi người. Rồi bây giờ mình phát nha. Thì cái này á thì Như cái này Như làm á là tại vì Như thấy á là trong cái mùa dịch này á mấy cô mấy chú rất là khó khăn. Đó, rất là khó khăn và nè, chế để cột đi. Rất là khó khăn và nhất là những cô chú bán vé số thì trong cái mùa dịch này người ta rất là sợ, người ta cũng không dám tiếp xúc á. Cho nên là Như nghĩ là trong cái này thì những cái hoạt động thiện nguyện của Như họ cũng bị bắt ngưng hết rồi. Đưa cái hộp nước sát khuẩn đây. Họ cũng bị bắt ngưng hết rồi mọi người. Đó, cho nên Như nghĩ là một số là sẽ rất là khó khăn trong cái mùa này đó. Ai cũng khó khăn hết, nhưng mà mình đó thì mình may mắn hơn cho người ta, cho nên mình chia sẻ cái may mắn đó thôi mọi người nha. Có xương súp nữa nè, cái này nè. Có nước súp nữa nè. Đó nè bà con, có nước súp. Có nước tương ớt. Thiếu ai gì? Có đàng hoàng luôn. Đó, rất là chu đáo luôn bà con à. Ê, còn chỗ nào chưa có chờ. Ê, kiểm tra để con trộn cho cái nào mình chưa có dung dịch nè. Đây này chưa có dung dịch nè nha. Đây chưa nào. 50 chai đó, làm sao hết 50 chai mới được. Này cái khẩu trang nữa nè. Ủa, cái nào mà còn lại cho biết nữa. Cột đi, ta không có biết cột. Xui lắm, tao biết cột nè, tao cột về nè đó, tao gỡ khùng luôn. Ơi. Để. Kìa. Lấy hai hộp phần cơm đi chị. Nè đem giao đi. Hai phần người hai phần. Dồn cơm qua bên này nè. Mẹ yêu ơi, mẹ yêu kìa. Mẹ kìa. Thôi chờ khỏi yêu đi. Khỏi yêu đi. Mẹ yêu. Rồi mọi người ơi, vì là tình hình dịch cho nên mình phải bảo đảm sức khỏe, cho nên là mình ngồi ở đây mình không có đứng phát được. Thì ai đến thì ghé ngang thì mọi người cứ lấy thôi nha. Đó, chứ mình không có đứng phát như mọi khi, tại vì dịch bệnh mình phải giữ khoảng cách đó, chứ mình không thể nào mà ngồi để mà phát được. Nắng quá sợ thiêu cơm, chưa thấy ai ghé lấy nha, chắc hồi có ghé lấy giờ. Người ơi, cô chú đã lấy hết những cái phần cơm rồi nha mọi người. Thì Như sẽ phát thứ 6. Và khi nào mà đợi dịch ổn, bà con buôn bán lại được thì mình sẽ mà tiếp tục đi phát ở bệnh viện, cũng như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Còn bây giờ mình không có đi được, mình làm tại nhà. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.